Đây này các bác ơi, bây giờ thì em sẽ quay chỗ bác mình xem kỹ về chiếc xe này nhá. Các bác nhìn xem, chiếc xe với form dáng rất đẹp luôn. Giá chỉ có trên 200 triệu đồng thôi đúng không ạ? Đây, em mời các bác xem này. Đây lộ rất là trong của xe đây. Cái phần đằng sau đây các bác nhá. Chỗ này trang bị là, các bác nhìn xem đây, màu đen và là màu vàng kem đây. Rất mới luôn. Bốn kính điện các bác nhá, bốn kính điện đây. Và đây là phần bên trong, bên trong nội thất của chiếc xe đây. Ghế da rất mới luôn này. Đấy, và trần của xe đây. Trần đẹp chưa? Đúng không ạ? Nó rất rộng rãi nhá. Đấy, rất rộng rãi. Sàn da, lót thảm trải sàn trên rồi. Quá chất luôn cho một chiếc xe với số tiền các bác bỏ ra là có trên 200 triệu đồng đúng không ạ? Đẹp như này cơ mà. Mua xe gì bây giờ giá trên 200 triệu đẹp như này đúng không ạ? Các bác nhìn phía sau nhá, chiếc xe form dáng sedan hai đầu. Đây là cốp sau nó to, rộng như này. Phía sau có camera lùi rồi. Đây quay gần một chút này. Đấy, màu vàng cát rất là sáng xe luôn. Rất đẹp xe luôn. Và đèn của xe đây, đèn xe rất là mới nhá, ôm lốc xung quanh rồi. Đấy, như là một chiếc xe mà nhiều tiền rồi đúng không ạ? Lốp của xe thì vẫn còn dày. Đấy, la xăng đúc. Keo chỉ của xe nguyên zin nhá, không mất đinh nào cả, không mất phân keo chỉ nào nhá. Đây các bác nhìn xem. Nếp cái cửa nó đây. Tắp đi cánh cửa nó đây các bác nhá. Mới chưa? Đúng không? Rất mới luôn. Đấy, gioăng cửa xe cũng còn đẹp này. Đấy, gioăng cửa xe cũng mới này. Bị tán cột kèo nguyên zin nguyên bản nhá. Cam kết không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thử kích gì hết các bác nhá. Giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ sang tên bình thường bất cứ lúc nào. Bên em hỗ trợ hết cho, đơn giản thôi. Đây là phía sau, bác xem cho em. Đấy, gioăng đẹp. Xe mua về các bác không cần phải sửa chữa, sửa răng gì hết, đi luôn, dùng luôn thôi. Đấy, máy 1.3, cực kỳ tiết kiệm điện. Toyota Vios 2015, máy 1.3 các bác nhá. Máy 1.3 chỉ tầm khoảng là 5 lít trên 100km thôi. Chỉ tầm khoảng 5 lít xăng trên 100km thôi. Đấy, rất tiết kiệm đúng không ạ? Rất tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là mép cửa tiếp theo xe nữa, các bác nhìn xem nhá. Theo chỉ mép cửa này, đẹp chưa này? Đấy, đây. Nó sáng xe đúng không ạ? Nó lượt xe luôn. Đây các bác nha. Bác nào mà có tầm tiền như vậy, đây là một chiếc xe em thấy quá hợp lý đúng không ạ? Đây là công tắc chỉnh kính điện lên xuống. Đây loa xe nhá. Gương chỉnh điện xe đây. Đấy, gương chỉnh điện đây các bác nha. Đây này, công tắc đen này, này. Đấy. Còn đây là cái phần tiếp theo, máy chỉnh cửa này. Sàn bọc da rồi. Đấy, ghế của xe đây, ghế trước, phía sau, nó mới luôn. Đây, tem nguyên này, móc quá đẹp này, vô lông, ốc vít, xe vẫn nguyên. Cột kèo nguyên zin nguyên bản, không mất một đinh nào các bác nhá. Côn số lái nhẹ nhàng, ngọt ngào, tình cảm. Dạ vâng, hệ thống lái rất là chuẩn luôn. Đấy, chỗ này có túi khí an toàn, bên kia cũng có cái túi khí an toàn nữa. Xe trang bị có hai túi khí an toàn. Đấy, đây em quay cho các bác mình xem thêm. Điều mà lạnh, buốt lạnh sâu luôn, có cả chế độ nóng luôn các bác nhá. Có cả là chế độ nóng luôn đấy ạ. Đây là cái phần nội thất của xe. Em đóng cửa lại, mời các bác xem phần vỏ bên ngoài. Đây vỏ bên ngoài của nó đây. Nhìn quá đã luôn ạ. Xe nó là rất đáng đồng tiền bát gạo. Chúng bác mình bỏ ra mình mua dòng xe mà coi là lôi đồng cối đá. Rất là lành máy, rất là bền bỉ. Tiết kiệm tất cả những cái chi phí sau này mà các bác mình mua về mình sử dụng. Tiết kiệm kỳ luôn. Rất ít xăng này và đồ đạc tùng quá rẻ rẻ rồi. Rất nhiều trên thị trường. Đầu xe đây nhá, em quay các bác mình xem gần này. Đấy, dinh nhan bao rẻ trên gương đầy đủ. Kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Mọi chức năng xe, đèn góm, tất cả chức năng điện đầy đủ hết các bác nhá. Không thiếu chức năng gì cả. Đây là đầu, em quay gần cho các bác mình xem đầu xe. Đấy, cái đèn này thì đấy bên em rửa đèn nên là rửa đèn nhá, nên là nó hơi nước nó hơi chấp một chút, nhưng mà để 1-2 hôm thì không hết đâu, là sẽ hết luôn nhá, không bị nữa đâu các bác nhá. Vâng, hôm nay trời còn chuẩn bị tối cho nên em nói nhanh thì đôi khi là có câu nó nhầm một chút, các bác cũng thông cảm. Đấy. Em đang nói là cái đèn này các bác mình để vài hôm là hết luôn, không bị như thế này đâu các bác nhá. Vâng, hết luôn đấy ạ. Mai nó đã hết luôn rồi đấy ạ, mai nó khô luôn rồi, tại vì em xịt vào trực tiếp cho nên là nước nó mới chốc vào như vậy. Chứ còn nếu mà bác nào mà mình không xịt trực tiếp, mình đi trời mưa đi cũng không bao giờ bị đâu các bác nhá, đi trời mưa là cũng không bị đâu. Các bác rửa xe cũng vậy, cũng không bị đâu nhá. Và đây là phần nội thất bên trong, em quay thêm cho bác mình gần chút nữa này, các bác mình ngắm này. Đấy, ok chưa? Ok như thế này các bạn đúng không ạ? Đấy, lòng trong vách cửa các thứ các bác nhìn này, bu lông rồi móc quá này,
lề rồi những cái phần sơn xi xe. Chả khác gì xe đời cao đúng không ạ? 2015 nhưng mà chả khác gì những xe đời cao. Thời gian vừa qua các bác thấy bên em bán dòng xe này rất là nhiều luôn đúng không ạ? Rất nhiều dòng xe này bán trong Bắc. Nếu xe đẹp đăng lên cái là có khách đến mua luôn. Bởi vì nó rẻ nó đẹp mà đúng không ạ? Nó rẻ đẹp như này các bạn. Mà hàng xe là đến hàng rồi. Hàng xe là hàng của hãng Toyota luôn, Toyota Nhật Bản luôn. Một dòng xe mà được nhiều người quan tâm và tin dùng, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều rất là ưa chuộng dòng xe Toyota Vios này đúng không ạ? Toyota nói chung và Vios nói riêng các bác nhá, được rất nhiều người quan tâm và tin dùng. Đây là cái phần gầm của xe đây, các bác nhìn xem gầm xe đẹp chưa? Đấy, không vấn đề gì nhá. Vậy kỹ như vậy các bác xem thêm chỗ nào bảo bên em gửi hình gửi video cho. Gửi hình gửi video cho bác xem nhé. Đây là gầm xe này. Gầm cực kỳ là đẹp nhá. Tiếp theo là động cơ đi. Như em cũng đã nói với các bác là máy số zin nhá. Máy số zin nguyên. Không chưa đại tu, chưa làm lại máy, chưa can thiệp đến cái đề máy các bác nhá. Đây, đây là chi tiết khoang máy động cơ của xe mà em đang quay review cho toàn thể các bác xem. Đây các bác ngắm nhá, máy đẹp chưa? Đấy, các bác nhìn này. Máy đại chất luôn nhá, không chê được về máy và số của chiếc xe này của bên em. Đấy. Máy số cực ngon. Máy số đảm bảo bên em đã kiểm tra và test sẵn, test kỹ trước khi xuống tiền nhập nó về rồi. Đấy. Mọi thắc mắc, mọi thông tin cần giải đáp, cần biết thì các bác mình liên hệ cho bên em theo những số điện thoại mà em vẫn thường xuyên đọc. Đây là những số điện thoại 093 8586307 và 0389000555 và 0335838389 và số này và số bên em đang kết nối dùng Zalo các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Bên em có thu mua lại xe, có đổi xe và có hỗ trợ sang tên đổi biển, có hỗ trợ ship xe toàn quốc. Đấy. Về giá cả chiếc xe này thì bên em hiện tại thường vẫn bán loanh quanh tầm khoảng gần 300 triệu. Bác nào quan tâm cứ alo bên em để chốt giá đẹp nhá. Đấy, chỉ có 200 mấy các bác có thể nào mua được chiếc xe rồi. Hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày hàng giờ. Các bác mình hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi nhá, để mình theo dõi những video bên em đăng lên. Rất nhiều video luôn ạ, rất nhiều xe luôn ạ. Gần 200 đầu xe các loại cơ mà. Các bác mình kiểu gì cũng sẽ mua được xe bên em các bác nhá. Giá thành bên em bán hợp lý, chất lượng đảm bảo, chất lượng bảo hành. Các bác mình mua xe về phát hiện ra lỗi như là lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Đấy, lỗi giấy máy, đấy, lỗi giấy tờ và lỗi máy số này các bác mình cứ mang đến em nhận xe hoàn lại tiền cho các bác mình nhá. Đấy, vâng, được chưa ạ? Các bác yên tâm chưa ạ? Yên tâm rồi, nhấc máy alo bên em đi. Đấy, chỉ bỏ ra 1-2 phút thôi, các bác mình đã có thể mình mua xong chiếc xe bên em rồi. Đấy, các bác nhá. Thương lượng giá chủ yếu đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn lại các bác vào chương trình video lần tiếp theo. Các bác hãy nhớ quay trở lại và xem video nhá các bác nhá. Đấy, vâng, cảm ơn ạ. Xe có hơn 200 triệu đồng thôi mà đẹp lắm luôn các bác ạ. Các bác nhìn xem form mới rồi đúng không ạ? Và đèn của xe các bác nhìn xem này, đèn đẹp chưa? Form dáng đẹp, đời cao, lành tính, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Máy số zin, keo chỉ zin, nội thất của xe rất đẹp các bác nhá. Có sinh nhan báo rẽ trên gương, tay nắm cửa đây ốp lốc rồi này, kính của xe bọc dán rồi này. Và đây là nội thất bên trong của xe các bác nhá. Nội thất bên trong đây, các bác nhìn xem này, đẹp chưa? Trông thế này thôi nhưng mà giá tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng nhá. Đấy, quá rẻ luôn đúng không ạ? Quá rẻ luôn cho một chiếc xe mà đẹp như thế này. Đấy. Chiếc xe đến từ hãng Toyota các bác nhá, mang tên là Vios. Đấy, Vios màu vàng cát, biển Hà Nội, tên tư nhân. Đấy, biển rất đẹp luôn, biển dễ nhớ đúng không ạ? Đây nhá, các bác nhìn xem cho em phần form dáng bên ngoài mà em đang đi một vòng xung quanh cho các bác xem. Cabo chưa đóng hết, em đóng hết xuống đi. Đấy, ấn phát là xuống hết thôi các bác nhìn này. Đèn của xe ốp lốc rồi. Chiếc xe đẹp hơn rất nhiều. Có na răng đúc bên ngoài rồi đây. Rồi lốp của xe vẫn rất dày nhá. Sinh nhan bao rẽ ở hai bên nhá. Đấy các bác nhìn xem, đẹp chưa? Nước sơn siêu xe rất là bóng mượt, thân vỏ căng đét luôn. Máy số cực chất các bác nhá. Xe mua về đi luôn, dùng ngay thôi. Xe trang bị nó có hai túi khí an toàn, có màn hình giải trí, có camera. Đấy, bốn kính điện, có gương điện. Đấy, côn số lái xe rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đấy, rất tình cảm luôn các bác nhá. Đấy, xe sạch sẽ gọn gàng. Những cái phần nội thất của xe thì vừa kết hợp đen với lại vừa kết hợp là vàng cát đây. Màu vàng đúng không ạ? Đấy các bác nhìn xem. Đẹp nhỉ các bác nhỉ. Các bác nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với. Xe đẹp như này cơ mà đúng không ạ?
bên em có ship xe đến tận nhà cho. Bác nào mà thích chiếc xe này bên em ship tận nơi nhá. Đấy, bác nào muốn sang tên bên em cũng sang tên cho luôn. Đơn giản nhanh gọn luôn. Vâng, bên em hiện tại thì đang có mấy con xe Vios như này cơ. Đều có giá là có con thì trên 300 nhưng mà cơ bản thì đang có mấy con đều ở dưới có thể trên 200 triệu đồng thôi, dưới 300 thôi các bác nhá. Bác nào đang quan tâm đến Vios đến bên em rất nhiều luôn. Màu vàng cát rồi màu trắng là màu đen rất nhiều. Vâng. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho bác xem về chiếc xe này. Bác yên tâm về chất lượng xe như là về vấn đề lỗi đi, tai nạn đâm đụng, ngập nước là không có đâu các bác nhá. Xe đẹp, xe zin, xe không hề có lỗi. Máy số của xe cũng vậy, máy số zin các bác nhá, keo chỉ zin. Bây giờ thì em quay chi tiết này. Các bác nhìn xem keo chỉ nguyên này, các bác nhìn xem keo chỉ nguyên này. Đấy, keo chỉ nguyên luôn. Bốn cánh cửa xe đẹp, rất đẹp, rất sáng, rất mới các bác nhá. Rất đẹp, rất sáng, rất mới. Các bác nhìn xem này, chỗ này thì hơi bắn một tí, lau này hết thôi các bác nhá. Đây, cái này hơi bắn tí nữa này. Đấy, kỳ tay đóng đã hết rồi này các bác này. Nhưng mà đây các bác nhìn xem nhựa xe, da xe rất mới luôn các bác nhìn xem. Rất mới so với đời đúng không ạ? Xe quá chất. 2015 các bác nhá. Toyota Vios 2015. Và đây các bác nhìn xem, bu lông ốp vít rồi những móc khóa, chút khóa xe rất sáng đẹp luôn. Quay gần quay kỹ cho bác xem này. Bộ ghế da màu đen, bác nào không thích bộ ghế da đen thì may bộ ghế khác, đơn giản thôi nhá. Xe trang bị có hai túi khí an toàn, một túi thì được nằm ở bên đây. Đây, bên đây này. Và một túi nằm ở giữa vô lăng nhá. Màn hình giải trí của xe đây. Bác nào thích màn hình này để nguyên, không để mình thay bộ màn hình khác đi, rất đơn giản thôi. Android cũng chỉ có tầm 3 triệu thôi các bác nhá. Đây, công tắc phím bấm điều chỉnh điều hòa xe, côn số lá xe rất là nhẹ, ngọt ngào luôn này. Đấy, chỗ này cổng điện ra 12V, một đây là cái cốp để cho bác đồ nhá. Có khoa khiển nhá. Đây khoa khiển đây. Đấy, vô lăng đây, vô lăng đẹp này, có túi khí này. Đấy, mặt đồng hồ đây các bác nhá. Đây, mặt đồng hồ đây. Xem thêm vị trí nào cũng bảo bên em gửi cho. Đây, có gương chống chói đây. Trần của xe là trần lý bên trong rất mới, được bọc cái lông bên ngoài rồi. Lúc nào cũng rất là mới bên trong các bác nhá. Đăng kiểm tháng 12 năm 22. Xe tự kinh tư nhân chính chủ người Hà Nội. Chỗ này tem nguyên các bác nhìn này.